Thì hiện tại là đứng cạnh mình đây là chị gái mình. Hôm nay mình đưa chị gái mình sang Trung Quốc tìm chồng. À, chị có muốn sang đấy tìm chồng không? Chị có, chị đang ế này. Đang ế, đang tìm chồng. Đói chưa chị? Đói chưa? Đói chưa? Đây 4 tiếng từ 9 giờ 10 11 12. Giờ đi ăn một cái bánh nữa đi. Bánh ở đây là các bánh chiết rang này đi. Bánh 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 chiết rang này. Bánh bánh này ngon. Chị gái của tôi muốn ra đây tìm bạn trai. Cháu của họ là tìm tôi được rồi. À. Xin chào quý vị khán giả thân mến trên kênh Tuấn Vlog. Chúc quý vị khán giả có thật nhiều sức khỏe và thật nhiều may mắn trong cuộc sống nhé. Thì hiện tại là đứng cạnh mình đây là chị gái mình. Hôm nay mình đưa chị gái mình sang Trung Quốc tìm chồng. À, chị có muốn sang đấy tìm chồng không? Có, chị đang ế này. Đang ế, đang tìm chồng. Vừa một tí thôi mình đưa chị gái mình lần đầu tiên sang bên Trung Quốc ấy. À, chị gái thì mình thì chưa sang Trung Quốc bao giờ ấy. Thì hôm qua vừa đi làm được cái sổ thông hành này để sang bên Trung Quốc. À, chị sang đấy chị có sợ không? Chị không, tại không vì có em rồi. Đi sang đấy chị mình chủ yếu sang đấy để tìm chồng và đi chụp ảnh. Đấy, đam mê chụp ảnh lắm mọi người. Đấy, chưa có chồng ở Việt Nam đâu. Ở Trung Quốc cũng thế luôn. Đấy, ở bên đấy thì có rất nhiều ẩm thực ở bên đấy. Chị có thích thưởng thức ẩm thực bên Trung Quốc không? Chị có. À, đấy, hôm nay chị thích đồ Trung Quốc. Đồ đấy, đồ bên Trung Quốc là đồ cay thôi mọi người. Đúng rồi, chính vì chị thích ăn cay đó. Đấy, thì bây giờ mình sẽ sang bên kia đóng dấu rồi mình sẽ tí đi đến bên kia mình sẽ quay cho mọi người nhé. Chắc chắn là chị hôm nay chị bích của mình sẽ sang đấy sẽ kiếm được chồng. Đây mọi người chưa đi đến Trung Quốc đã chụp một tấm ảnh ở đây rồi. Đấy, đã chụp một tấm ảnh từ đây sang kia. Đấy, quả view ở đây. Đấy, ai đã đến đây thì sẽ rất thích đứng đấy chụp ảnh bên Trung Quốc. Đấy, và cái vạch vạch bên kia là sắp đến Trung Quốc ấy mọi người. Đấy, cái vạch này. Đấy, chị bước sang bên kia là Trung Quốc luôn rồi đấy. Đấy, cái vạch kẻ này. Đấy, bước sang Trung Quốc luôn. Đấy, chụp ở đây nó sẽ đẹp hơn. Đấy, vì ở đây là có một cái cổng vào Trung Quốc. Đấy, bước sang là Trung Quốc luôn rồi. Đấy. Bây giờ là chị không còn ở Việt Nam nữa đâu nhá. Đấy là chụp ảnh ấy mọi người. Mọi người ạ, thì mình cũng đã đến đây được 2 tiếng rồi. Mà chị Bích đang xếp hàng, đang kiểm tra thì số lượng người ra đây du lịch đông quá. Mà mình giờ này vẫn chưa thấy ra. Giờ này cũng gần 11 giờ ấy. Mình đi từ 9 giờ. 9 giờ mà giờ này mà chị Bích vẫn chưa ra. Đấy, đông lắm mọi người. Chắc chị Bích đứng ở trong đấy chắc là mỏi hết cả chân. Chắc là từ giờ không dám sang Trung Quốc nữa hả mọi người. Đây mọi người, giờ sẽ cho mọi người xem là khách du lịch ở Việt Nam sang bên Trung Quốc chơi đông như thế nào. Đấy, mùa này là mùa nghỉ hè nên là khách du lịch đi chơi Trung Quốc rất nhiều. Đây mọi người, như mọi người thấy đây. Đấy, ở đây này, mọi người thấy không? Đông chưa? Đấy, toàn khách du lịch ở các tỉnh thành lên đây chơi thôi. Còn người dân Lào Cai mình thì qua đây thì dễ rồi. Sổ thì không phải đứng xếp hàng lâu rồi. Đây mọi người thấy không? Đông lắm. Đấy, cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Mùa du lịch ngay lúc này. Đấy, mọi người thấy không? Đấy, đông lắm. Đói chưa chị? Đói chưa? Đây 4 tiếng từ 9 giờ 10 11 12. Giờ đi ăn một cái bánh nữa đi. Bánh ở đây là các bánh chiết rang này đi. Bánh chiết rang này. Bánh này ngon. Đấy. Ở đây. Các bạn. Thì ở San. Ở ba cái. Chi chưa? Hả? À, chị muốn ăn nhân thịt gì? Thịt lợn à? Thịt lợn. Hành lá hay là heo hành? Hành lá hay là rau rau dưa khô? Hành lá. Ba cái. Lâu không? 3 phút. 3 phút là có. À, đây bánh chiết rang này nó nổi ở bên này này. Nổi tiếng rồi đấy. Bánh ngon phết. Đấy, nó ốp như này. Ở đây là cái quán này khá là nổi tiếng đấy. Người Việt Nam mình rất thích ăn cái bánh này. Hả? Không nóng hả? Ở trong này nóng chứ, ở trong này là cái lò chứ. Đây than ở dưới này ấy. Nóng lắm. Chuẩn bị chín luôn rồi kìa. Chứ cái 我认识他. À? 姐姐. Cô 姐姐. Tôi. Không, không骗人. À. Chị gái của tôi sang đây tìm chồng.
Lưu. Đây đùa tí thôi. Ở đây. Đấy như này là xong rồi đấy. Thịt lợn. Thịt lợn lo cơm không? Ờ. Cái này hả? Đấy như cái này này. Nhìn ngon phết. À, lần đầu sang đây mà bị đứng này chắc ám ảnh luôn, không dám. Ám ảnh không dám đến lần hai luôn. Không dám đến lần hai luôn. Đứng tận 4 tiếng đồng hồ mọi người. Tận 4 tiếng. Mà đợi mãi không thấy người ta đọc đến tên của mình cũng chán nhỉ. Mẹ em đợi lâu em phải ra bên này trước ấy. Đấy em đợi chị, em cũng hiểu cảm giác chị ở bên trong đấy mà đúng không? Đợi trước, xong bây giờ ăn uống tí xong đi chơi phố dạo phố ở đây một chị. Xong đi ăn trưa luôn. Bọn mình định sang bên này để làm một cái clip sang bên đưa chị này sang ăn sáng. À, sang đây này, nhưng mà bây giờ tận 12 giờ trưa rồi. Trưa mất rồi. 12 giờ trưa mất rồi. Ăn lẻ mà mày. Ăn ở đây. Ăn ở đây. Ở đây. Đây của chị. Cái này là nhân gì ạ? À? Như nhau hết mà. Như nhau. Cái nhân gì ạ? Như nhau hết. Bao nhiêu tiền? 18. 18 đồng. Ồ. Thế 18 đồng. 3 cái 18 đồng. Đâu cả. Còn nữa à? Cái. Đây là tờ 100 đồng mọi người. 100 đồng. Ờ, đúng rồi. Ok, ăn xong rồi trả tiền nhá. Ok. Người đi ăn người chị ạ. Đấy, bánh này nhìn cũng khá là hấp dẫn đấy mọi người. Bọn mình định sang bên này ăn sáng nhưng mà giờ thành trưa mất rồi. Đấy, mình mời mọi người ăn cái bánh đây, làm một kiểu ảnh. Đó. Này. Ăn đi. Thơm à? Chị thử ăn xem. Không biết có hợp khẩu vị của chị không? Ngại. Mình mời mọi người nhé. Thử ăn thử không? Nói như nhỏ ấy. Ăn chưa? Ngon nhỉ. Ăn rồi. Giòn. Ngon à? Ngon. Nó nướng ở đá mà kính là nó như à? Nó cháy này nhìn hấp dẫn thật. Thế chị đến đây chị thích đi đâu chơi? Chị chẳng biết nữa. Thôi thì ăn hay xong đi dạo ở đây một chút xong đi ăn thế thôi. Xong đi tìm chồng. Ok. Đi tìm chồng. Hay là ăn ở đây xong không trả tiền xong chị ở đây bán đồ luôn. Cũng được đấy. Bán lạp xưởng luôn. Kiếm chồng luôn. Kiếm chồng ở đây này luôn. Làm ở đây luôn. Nước này khỏi phải về Việt Nam luôn. Nhưng mà chị ở bên này chị không về Việt Nam chị có sợ không? Phải về chứ. Bị anh này làm chồng. Anh quay lại. Anh. Đây. Anh. Đây là anh bạn của mình ở bên này. Xin chào mọi người, tài liệu Thái. A Thái. Chị gái của tôi muốn ra đây tìm bạn trai. Cháu vừa hỏi là tìm tôi được rồi. Anh này cũng biết mình đùa à, hôm nay không phải đưa tìm bạn trai đâu à, sang cho chị sang bên này đấy. Con người lại bảo sang tìm bạn trai thì chết, môi giới thì chết. Nhưng mà chị cũng thích thật nhỉ? Thích chứ. Thích trai Trung Quốc, thích lấy chồng Trung Quốc. Thích lấy chồng Trung Quốc. Sao vậy? Chẳng hạn ạ. Lý Khẻ đi chơi theo của. Bạn chắc chắn đang nói dối tôi. À, đang nói dối, anh cũng biết. Không, xếp xìa. Đấy, anh ấy cũng đang biết nói dối. Anh là chủ cái cà phê, quán cà phê. Đấy. Suýt nữa, thôi hay là chị không muốn về nữa, chị ở lại đây đi. Ở lại đây đi tìm bạn trai. Em đấy. Bỏ với chị à? Không, nhưng mà chị muốn tìm chồng thì ở đây luôn. Mãi có mãi á? Mãi có mãi á? Mãi có mãi á? Bà mua không mua à?
họ làm bánh nướng 8 năm, làm ăn rất tốt. À, ý là bánh này, cái này làm mở được 8 năm rồi. Dạ. Chị sao này uống nước, anh mời sang uống nước. Đấy. Đây là cà phê Lão Bản, ông chủ ấy mọi người. Ông chủ cà phê này, hay cà phê Việt Nam á. Cà phê Việt Nam ấy, bán cà phê Việt Nam ấy. Đây có những cà phê, một cà phê đúng không? Ta không biết cà phê muối, cà phê nước suối. Ok. Uống nước, nước thôi. Uống nước đá. Uống nước đá. Uống nước đá. Ngồi đây, chị ngồi đây này. À, anh này mình đang ăn bên kia thì anh này anh bạn mình hay sang này để quay top các quay TikTok với anh này, nên là anh này mời mình với chị Bích sang làm cốc nước đá. Sau khi đợi 1 tiếng đồng hồ, thì bây giờ mình thực sự rất là đói và mệt. Đói rồi à? 4 tiếng đấy, 10 từ 9 giờ ra bây giờ là 12 giờ rồi. Đây. Ông chủ. Đây chị. Đây này mọi người. Đây mọi người, đây là mọi người xem này. Đấy, 12 giờ rồi, từ 9 giờ. Bọn mình cũng đứng ở bên này đợi chị Bích lâu quá. Sốt ruột quá. Bây giờ chị về chắc chị không dám sang đây nữa. Hơi ám ảnh một chút. Nhưng mà lần sau chắc là cũng nó không kiểm tra rồi không? Không nhiều người như thế nữa. Bây giờ hôm nay sang khách du lịch nhiều ấy. Đúng rồi, cuối tuần không? Không, bây giờ mùa hè khách du lịch đi du lịch nhiều. Nên là nó khó. Xiết xỉa. Không khách sáo. Không khách sáo. À. Hiểu. Không khách sáo. Được. Đây mọi người, đi được một đoạn thì mình có đưa sang chú một cái phố Hồng Kông, như kiểu cái Hồng Kông ấy. Đấy, chụp ảnh. Đấy, chụp ảnh luôn mọi người. Đấy. Nhưng mà ở đây đẹp không chị Bích? Đẹp lắm à? Thích chụp ảnh ở đây luôn. Thôi đấy, chị ở đây chụp ảnh, em đi về nhá. Ừ, ok, về đi. Đấy giờ không, giờ thích chụp ảnh luôn. Giờ không cần nữa rồi, không cần dẫn đi nữa. Ở đây là chụp ảnh mọi người xem quả view này. Đấy, quả view Trung Quốc này. Đấy. Đẹp chưa mọi người? Đây là những cái chung cư. Đấy, cao lắm mọi người. Tí trên kia kìa, cao lắm mọi người. Đấy. Còn ở dưới bên trên kia là một cái siêu thị lòng đất. Ở đây như kiểu cái cung đường đây là toàn cây ấy. Bên kia nhìn đẹp ấy, nên là nhiều người rất ra đây chụp ảnh. Đến cả chị Bích giờ còn không muốn về nữa thì... Tại sao lại không muốn về chị? Tại vì ở đây đẹp. Đấy đẹp, suýt nữa không muốn về. Ừ. Ở đây lấy chồng luôn nhá. Ừ, Việt Nam nhìn chắc rồi. Việt Nam nhìn chắc là nhìn quen quá rồi. Bên Trung Quốc sao đây mới ra nó lạ ấy. Nhưng mà đối với mình thì mình ra nhiều rồi. Đấy. À, chụp cả với một con xe này đẹp này. Ok, chịu. Chụp với một con xe này đẹp. Đấy. Chụp cái này chắc không muốn về luôn á. Còn mọi người ai có con trai ở Việt Nam, chị gái mình chưa kết hôn đâu. Ai muốn làm dâu ở đâu thì liên hệ mình để rước chị gái mình về. 20 mấy tuổi đầu rồi mà chưa có chồng. Để xe ra đây này. Để xe ra đây chụp thoải mái mà. Không, người ta không đánh đâu. Đấy mọi người, đấy chụp ảnh, đấy. Tạo dáng, tạo củng, đầy đủ. Đấy, người thấy hả không? Đấy, tạo dáng, có hậu trường chụp ảnh nha. Mọi người ạ, thì bây giờ mình sẽ cùng chị gái mình đi ăn xong, chắc là sẽ đi về thôi. Đi ăn xong đi về thôi, đi về chưa? Về rồi, nóng quá. Ở đây mọi người, ở đây là một cái quán ăn cũng khá là nổi ở bên này này. Cổ nhờ. Quán cổ ấy, 198 mấy ấy. Quán này thích mở lâu rồi ấy. Trên này. Đấy. Xe đằng sau. Ở đây người ta cũng có mấy cái này. Hoa chuối đỏ như kiểu Sapa ấy. Đấy. Ở đây quán này người ta trang trí rất đẹp mọi người. Mọi người có thể nhìn những cái này. Đấy, người ta trang trí rất là đẹp luôn. Đấy. Nhưng mà chị có biết nói tiếng Trung không? Em là người Việt. Chị người Việt à? À, người Việt. Em
gọi món đấy. Ngồi đây, chị ngồi đây đi, chị ngồi đây đi, ngồi đi. Chị gọi đi. Ăn cơm. Ôi. Ăn cơm thì chị ơi. Ăn cơm thì bốn người ăn thì vâng. Món cơm á. Cơm sốt á. Không. Cơm. Gọi món hay là gọi, gọi món xong gọi cơm ra ăn thôi. Thế thì đây. Cái đấy là cơm sốt. Mình cũng không biết gọi gì nữa. Cái gì cũng có à? Lợn. Chị thích gì thì ăn, gọi chị gọi đi. Em thì em không rõ mấy cái món này. Toàn chuối Trung Quốc ấy. Mà có chuối Việt Nam. Món này đi ạ. Sườn heo chiên. Một món sườn heo chiên này. Đây, thịt gà băm tía tô đi. Cây cả ở đây à, ở đây tôi toàn người Việt Nam thôi à? Đây còn tuyển người không? Mình đây là trang phục đấy gì? Đông phục. Ở đây còn tuyển người em cho chị gái em đi làm ăn ăn xong trả nợ ở đây luôn. Thế thôi nhỉ? Còn mua một bát canh đi. Anh ra bí à? Anh có bí đi. Anh ra bí. Cơm trắng. Thế thôi á? Hết lại gọi. Hay như nào chị gọi đi. Có nước thì em cứ chị lấy thì khác nước. Ờ thì lấy nước đi, nước em đi. Nước Bên này nước này em. Mình vừa ăn bánh xong hay sợ gọi nhiều không ăn được hết đây. Sinh tố. À, em sinh tố dừa đi. Cho một chai nước lọc nữa nhá. Một trà chanh nữa. Ờ, cameraman uống gì ấy? Uống gì đi. Cameraman uống gì? Có nước ép xoài, à, cam hả chị? Ờ. Cam ép ấy. Dừa nước ngô, nước chanh heo. Cameraman uống gì gọi luôn? Hả? Gọi sao? Ok. À, uống nước lọc, thoa chanh nước lọc. Chắc thế thôi. Giờ đã vào lạnh. Vâng. Giờ nãy mình ăn chứ không? Nãy mình gọi 2-3 món thôi. Đấy, nãy mình vừa ăn ấy. Vừa ăn xong ấy. Vừa ăn bánh xong, một cái bánh to này ăn xong này. Đấy, đến đây thì cho chị Bích đi thưởng thức món ăn ở bên này một chút xong mới đi về. Không lại bảo đến đây không được thưởng thức món ăn Trung Quốc. Ăn một cái bánh. Ăn một cái bánh xong đi về. Dạ. Yeah. Tính ra là ăn mà ra bên này mà xếp hàng 2-3 tiếng xong sang này ăn một cái miếng bánh xong chụp được một bức ảnh xong đi về cũng tiếc nhỉ. Không bó. Cũng bó. Tiếc nhưng mà cũng vui mà. Vui. Thích. Mới đầu ra là mặt xị lắm mọi người. Mới đầu ra xị lắm. Muốn quay về luôn rồi. Nhưng mà đi được chụp vài bức ảnh xong lại cười tươi luôn. Có ảnh là vui mà. Con gái là thế đó. Thôi. Uống nước đi. Mọi người ạ. Thôi chị biết ăn đi. Ra mình bọn mình có ít thôi. Nãy mình ăn vừa ăn cái bánh rồi. Đây đồ ăn của mình có cơm này. Cái này là chị gọi cái gì ấy? Đây là món gì ấy? Thịt heo hay sườn à? Sườn chiên à? Quên mất. Ờ hình như là gì đấy ấy. Sườn chiên đây quên là mất. Thịt gà băm tía tô. Ừ. À, mắm ớt. Đây có phải mắm ớt đâu. Nước chấm. Ở đây nước chấm. Ở đây thì mình sang Trung Quốc thì ăn cũng như Việt Nam thôi. Nhưng mà được cái món này ngon thì trước mình ra ăn rồi. Cái bát canh này to này. Này đúng là... Đây chị xới cơm đi. Này đúng là đậm chất nông thôn của quê. Quê đúng rồi. Đấy chị ăn đơn giản thế thôi. Ăn xong thì xong đi về. Ở bên này cũng không có gì vui đâu mọi người. Chứ là cái ẩm thực đây không biết ăn sẽ như thế nào. Đây. Chị đã ăn đồ ăn đây bao giờ chưa? Chưa ăn đồ Trung Quốc bao giờ? À đúng rồi, lần đầu sang Trung Quốc. Lần đầu sang Trung Quốc.
mà những cái bát bát canh của bát những cái bát của nó rất là to nhá. Đây như cái bát cơm này, 4 người ăn có hết cái bát này không? cũng không đói lắm ấy. Chị thử thầm trước đi. Mình mời mọi người nhá. Thầm cái bát canh. Này ở Trung Quốc nó cũng thử đi. Em lại dùng tay trái, chị lại dùng tay phải, ngồi bên đây quẹt nhau. Thế không sao. Hãy thử một miếng này trước. Không biết là ở đây chiên có như Việt Nam hay không. Sao thử? Ngon mọi người. Cũng được. Đồ ăn Trung Quốc cay lắm. Ở quán này là người ta cũng không để nhiều đâu. Nó thấy mình muốn ăn cay mình phải bảo cơ. Cũng như những quán khác. Quán này là có cả những người Việt làm bên này ấy. Thơm cay cay. Cay ngon, ăn thơm bảo lắm. Tại vì chị thích đồ cay nên là. Thế sao nãy không bảo người ta làm mấy cái món này chiên cay ấy. Chiên cay nó ngon hơn nhiều. Nhưng mà tối về chạy không kịp. Và táo đuổi. Ăn cay quen rồi. Cái này nó chiên với Trung Quốc hay có cái rau húng à? Rau gì đấy? Rau thơm húng, rau thơm húng ấy, rau húng á. Nó rất là giòn. Quên. Giòn chưa giòn. Rất là giòn luôn. Còn đây cái món này là người ta thịt gà băm với ớt này. Ớt to ấy, với lá tía tô, nhiều gia vị lắm. Mắc kén nữa sao, ăn cứ thơm thơm kiểu gì. Ngon. Ngon lắm rồi. Hay là chị ở bên này chơi không về nữa? Hả? Đây làm nhân viên luôn. Ở đây đi làm, ở đây luôn, tí đi xin việc ở đây làm luôn. Khỏi phải về nữa. Chị gái của mình đang thất nghiệp. Thất nghiệp với lại ế luôn, ế chồng luôn. Lần đầu sau này chơi nên là mình phải đưa ra là mấy nữa chắc tự sang tìm việc làm á. Tự sang đây. Nhưng mà chị một mình làm việc đấy chị có dám ở? Chắc mới ra làm thì làm công việc gì đấy thì cũng sẽ có lần đầu. Lần đầu sợ đúng không? Không quen với cả người ta làm người chung nói cái gì mắng mình không biết. Không biết nhưng mà sau này vừa đi làm vừa giao tiếp được với người Trung Quốc nhá. Thì mình còn có thể học được tiếng nhanh hơn đi học ấy. Sang đây khoảng 1 năm thì học được ấy. Nói mình chỉ cần nói thôi, chứ thì mình còn cần mấy. Anh em. À chắc thế thôi mọi người ạ. Thì chắc mình ăn uống xong mình phải nghỉ á. Chị Bích này cũng hơi ngại cam ấy. Nên là mình xin phép tắt cho cameraman của mình và đồng đội của mình ăn, sợ người ta ngại. Mời đi đăng ký kênh của mình nhá. Bye bye.